Ờ. Ôi, chưa. Ôi, con gì đấy? Ờ. Con chết quẻo rồi à? Nó ngỏ mất rồi. Ôi, con gì đấy? Con cái chu à. Nó ngỏ cái chói. Con cái đuôi nó sao ngắn tứng này. Con nó chết nhanh ý nhỉ. Ôi. Ui. Mày bắt ở đâu? Mày bắt con này ở đâu? Thì cứ chết. Nhưng mình bắt chuột. Ôi. Ui ui. Lúc hôm qua vừa con đâu, này con rúi. Vừa đâu nó bít kẹp tí đầu ở đây này xong rồi. Em cầm cây đợi đợi. Đợi đợi nó thụt đầu lại này. Con này con rúi. Con rúi là con gì? Con này hiếm. Hả? Mày bắt đâu? Đi dắt tắt ra đấy. Ở dưới bụi tre. Mà thôi con. Ơ nhưng mà con rúi là con gì? Con này. Ấy. Con rúi là con rúi. Con rúi gì? Rúi gì? Tao biết nó rúi gì? Nó rúi đâu? Nó rúi vào mồm mày. Không biết nó rúi ở đâu. Con này. Ui, đầu nó nhìn như chú tử vậy. Con này không đấy được đâu, con này bỏ. Con này không đấy được, con này phải bỏ cho chó thôi. Thế bỏ cho chó. Đừng bỏ cho chó. Có gì? Thôi ta đem vứt ra nhá. Mày, à mày đánh ở đâu? Không, ra đây để em thịt. Thịt cái gì? Thịt, ta về thịt cho chó thôi. Mày đánh ở đâu? Đánh gì bụi tre. Đi, chỉ ra chỗ đấy. Đâu? Bên rồi. Em còn đặt một cái lồng nữa ở bên kia kìa. Cho thăm. Chị á? Ừ. Đi sang xem nào. Đâu? Đây có một cái hang nữa mà. Em không đánh này. À, em đánh một cái trong này. Hang to. Ê, dùng con lên. Dùng con lên rồi. Đâu? Hang ở đây này. Ui, hang to thế. Ui. Con sông. Con này có con sông. Ui, trời ơi. Ui. Con này là con vàng bạc này. Ui, đúng một đôi luôn. Khéo hơn một con. Không, ê, nhưng mà hai con này một đôi này. Con này đang để này. Kéo có ổ rồi. Anh bới ổ nó đi bắt con nó về nuôi. Con này không đào được nó đâu. Có đào lắm. Mà nhưng mà cái bọn này có đấy được đâu mà. Bỏ cho chó. Thôi bỏ đi. Thì tao cầm về tao cho nấu cho chó. Điên à? Hả? Ăn được đấy. Ăn được. Tay em bảo là chú cũng ăn được mà. Không. Đi về đi về. Không ăn được thật á? Đấy, mọi người thấy chưa? Ui, nó cắn nhau hay nào? Ngon lắm. Thế anh bảo là cho chó ăn. Ờ thì tao kêu cho chó mày đi về đi. Thôi, em biết rồi. Ừ, ăn được đi rồi. Anh em nhà mình nướng nhỉ? Em xem thôi, em cũng chẳng thích ăn lắm. Em chẳng nhỏ, sao đó này em chẳng thích ăn đâu. Ơi giời, không thích ăn tí nữa tao nướng lên á. Nướng rồi xong lại đớp như cẩu ấy. Cái gì cũng chẳng thấy ngon. Ôi, à đấy, quên. Phải mổ ra cho nó ít dầu nó này. Ở nhà ăn chẳng thấy ngon, lên đấy nhìn con ấy chẳng thấy ngon. Ui, chẳng thấy. Mày thì biết tao nướng rồi xem để nó mổ đã. Mày cứ đợi đấy. Biết là ngon đấy nhưng nhìn chẳng thèm đâu. Cái cháu mới làm gì rồi? Nướng thì làm cái gì? Thôi. Đó là xong. Lần sau bắt được con gì xấu xấu bẩn bẩn thì đem lên cho ta nhé. Đặc sản đấy. Ê, còn lắm chó. Hả? Chó. Tất định cho chó những người gọi là chó nó ai nó ăn đặc sản. Nhìn hai cái răng của nó dài vừa luôn. Mày trông nhá. Em ăn nó trông. Cho mọi người xem. À đây mọi người nhìn thấy chưa? Wow. Trời, ngon thế chả biết được. Ui rồi ôi. Đây, nào quay một vòng. Mày ăn cái nào? Chín rồi bơ vào đây, cái tai nó mới ngon. Đây, chết mời các bạn nhé. Chín. Đấy, thích ăn nhất là cái này. Đấy.
nay mày ở bị xe à? Đây cho mày hẳn con này. Hẳn con là con này không cắt được chiếc nó thơm thịt. Còn con sống này, này ngon chưa này? Đấy. Thử lắm. Thế mà bà em bảo là chu gì đặc sản ơi, ra ui con được dậy. Ui. Đây, đi đại ca. Ăn mới đi. Hôm nay ta cho nhịn luôn. Để khai sát dưới mọi người nhé. Ui, ngon thế. Chú trưởng này hay này. Hay thì cũng phải chắc. Ui, thì da nó dọn lắm. Ui. Anh cứ ngồng nghếu, ngồng nghếu mai nhỉ. Hả? Mày không ăn thật đấy. Ngon thế này mà. Rúi mày, ta thề với mày ăn đặc sản đó. Gọi là gọn cụ đấy. Nó da như này này. Chắc em không ngửi thấy mùi ngon. Da lợn, gọi cụ nhìn tầm nhà khác. Chắc anh phải ngửi thấy mùi ngon chứ. Chấm một ngàn mũi ớt. Ấy. Đây là ngon lắm ấy. Ngon lắm. Có hơi ngon chưa? Chuẩn đã ngon này, cũng ngon hơn. Ấy. Ăn. Xong ăn. Chẳng hiểu cái sao mày chẳng muốn ăn cái gì. Không muốn ăn á? Không ăn cái này thì tao không chịu. Mày chỉ mày biết là không ăn cái này, mày biết là ăn gì hợp lý không? Ăn đất. Chuống làm một cái mổ ấy là xong. Đó. Giờ còn... em chẳng thích ăn rồi. Không, không thích ăn. Nói lắm mày chẳng ăn chẳng ngon. Này, lạ nhỉ. Ừ, em ăn chẳng thấy ngon gì đâu. Muốn thấy ngon. Ăn cơm chẳng thấy ngon, ăn gà chẳng thấy ngon. Mày đi ăn đất đi. Rào đi ngủ. Thì xuôi sân đai của anh đó. Cho em xuống nó cũng ốc. Làm gì? Nói đi ăn rúi đấy. Nhưng mà em ăn thấy những cái đấy ngon thôi. Để uống mà ăn đâu. Nhưng sáng anh cho em uống cái đấy, em có những cái đấy ngon. Dưới bàn đấy. Mày lại nhỉ? Thôi để tập tập tất. Mày thế. Ngon. Hôm nay lại có thằng nó lại chê cơm các bạn. À là chê. Tôi gọi là rúi. Thưởng thức con này cả. Con này là con sống, này con này con chết, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là hấp dẫn. Ui.